Chiều ngày 26 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai với Đại sứ quán và sinh viên Lào tại Việt Nam. Về phía đoàn công tác có Ngài Sẻng Phết Hùng Buôn Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, du học sinh lào đang sinh sống học tập tại hà nội lào cai về phía tỉnh lào cai có đồng chí hoàng quốc khánh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh tại chương trình đồng chí hoàng quốc khánh đã thông tin nhanh về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhấn mạnh đến mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa tỉnh lào cai và các địa phương của cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong thời gian qua đồng thời mong muốn thời gian tới tỉnh lào cai và các địa phương lào tiếp tục có các chương trình làm việc giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các bên thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển Phát biểu tại chương trình, Ngài Sành Phết Hùng Buôn Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Lào Cai đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt thông qua hoạt động giao lưu này rất có ý nghĩa. Khởi đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022. Tại buổi giao lưu, du học sinh Lào đã tham gia trao đổi thảo luận, đặt câu hỏi và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Lào Cai, phát triển kinh tế nông nghiệp, khôi phục và phát triển kinh tế du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Hoàng Quốc Khánh đã nhiệt thành chia sẻ về các bài học kinh nghiệm của Lào Cai trong phát triển kinh tế xã hội và giới thiệu về một số địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.